Thị Phương Trinh đối diện sân bóng cạnh trận cầu Thống Nhất, xã Liên Phương, thành phố Liên kính chào quý khách. Hệ thống siêu thị Ultramart xin chào quý khách. Hòa trong không khí hân hoan phấn khởi của những ngày đầu năm 2022, tháng để chào đón năm mới và Tết cổ truyền dân tộc, từ ngày 1 tháng 1 đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2022, Nutrimart xin gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mãi, trúng thưởng tưng bừng, chúc mừng năm mới. Đến Nutrimart, quý khách sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng và ưu đãi cực kỳ hấp dẫn như sau: chương trình chiết khấu 10% tổng hóa đơn, tối đa 50.000 đồng dành cho các hóa đơn có các sản phẩm sữa bột Green Daddy và sữa bột Vina Nutrifood. Chương trình bốc thăm trúng thưởng đến Nutrimart bác quả khủng từ ngày 1 tháng 1 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022, với mỗi 500.000 đồng khi phát sinh chi tiêu tại hệ thống siêu thị Nutrimart, khách hàng sẽ nhận được một mã số may mắn sinh ra ngẫu nhiên từ hệ thống in trực tiếp lên hóa đơn. Với mã số may mắn này, khách hàng có cơ hội bốc thăm trúng thưởng một trong các giải thưởng sau: 6 giải đặc biệt, mỗi giải một Android TV Casper 43 inch trị giá 9.200.000 đồng; 10 giải nhất, mỗi giải một nồi chiên không dầu Hammy 3,5 lít trị giá 1.015.000 đồng; 16 giải nhì, mỗi giải một bếp từ đơn Kiwa trị giá 590.000 đồng; 20 giải ba, mỗi giải một máy sấy tóc Sunhouse trị giá 280.000 đồng; 100 giải khuyến khích, mỗi giải một voucher mua hàng trị giá 100.000 đồng tại hệ thống siêu thị Nutrimart trên toàn quốc. Thời gian tiến hành bốc thăm 19 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2022 trên phần mềm bán hàng của Nutrimart. Thông tin người trúng thưởng sẽ được xác định trực tiếp trên phần mềm. Ngoài ra, nhân dịp khai trương từ ngày 1 tháng 1 đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2022, Nutrimart gửi đến quý khách hàng một quà khuyến mãi bốc stick cho tất cả hóa đơn từ 250.000 đồng. Toàn bộ các sản phẩm tại Nutrimart được chiết xuất từ nguồn nguyên liệu nông sản Việt, thảo mộc hữu cơ 100% tự nhiên, không chứa chất bảo quản và chất gây hại. Sản phẩm chăm sóc sức khỏe và phù hợp với mọi lứa tuổi, từ trẻ nhỏ, người già, phụ nữ, nam giới. Ngoài ra, khi tham gia mua sắm tại Nutrimart, quý khách còn có cơ hội dùng thử miễn phí các sản phẩm hấp dẫn khác. Hãy đến ngay Nutrimart ngày hôm nay để nhận được những phần quà ưu đãi và hấp dẫn nhất. Nutrimart xin kính chào quý khách. Hệ thống siêu thị Nutrimart xin kính chào quý khách. Hòa trong không khí hân hoan phấn khởi của những ngày đầu năm 2022, tháng để chào đón năm mới và Tết cổ truyền dân tộc, từ ngày 1 tháng 1 đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2022, Nutrimart xin gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mãi, trúng thưởng tưng bừng, chúc mừng năm mới. Đến Nutrimart, quý khách sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng và ưu đãi cực kỳ hấp dẫn như sau: chương trình chiết khấu 10% tổng hóa đơn, tối đa 50.000 đồng dành cho các hóa đơn có các sản phẩm sữa bột Green Daddy và sữa bột Vina Nutrifood. Chương trình bốc thăm trúng thưởng đến Nutrimart bác quả khủng từ ngày 1 tháng 1 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022, với mỗi 500.000 đồng khi phát sinh chi tiêu tại hệ thống siêu thị Nutrimart, khách hàng sẽ nhận được một mã số may mắn sinh ra ngẫu nhiên từ hệ thống in trực tiếp lên hóa đơn. Với mã số may mắn này, khách hàng có cơ hội bốc thăm trúng thưởng một trong các giải thưởng sau: 6 giải đặc biệt, mỗi giải một Android TV Casper 43 inch trị giá 9.200.000 đồng; 10 giải nhất, mỗi giải một nồi chiên không dầu Hammy 3,5 lít trị giá 1.015.000 đồng; 16 giải nhì, mỗi giải một bếp từ đơn Kiwa trị giá 590.000 đồng; 20 giải ba, mỗi giải một máy sấy tóc Sunhouse trị giá 280.000 đồng; 100 giải khuyến khích, mỗi giải một voucher mua hàng trị giá 100.000 đồng tại hệ thống siêu thị Nutrimart trên toàn quốc. Thời gian tiến hành bốc thăm 19 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2022 trên phần mềm bán hàng của Nutrimart. Thông tin người trúng thưởng sẽ được xác định trực tiếp trên phần mềm. Ngoài ra, nhân dịp khai trương từ ngày 1 tháng 1 đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2022, Nutrimart gửi đến quý khách hàng một quà khuyến mãi bốc stick cho tất cả hóa đơn từ 250.000 đồng. Toàn bộ các sản phẩm tại Nutrimart được chiết xuất từ nguồn nguyên liệu nông sản Việt, thảo mộc hữu cơ 100% tự nhiên, không chứa chất bảo quản và chất gây hại. Sản phẩm chăm sóc sức khỏe và phù hợp với mọi lứa tuổi, từ trẻ nhỏ, người già, phụ nữ, nam giới. Ngoài ra, khi tham gia mua sắm tại Nutrimart, quý khách còn có cơ hội dùng thử miễn phí các sản phẩm hấp dẫn khác. Hãy đến ngay Nutrimart ngày hôm nay để nhận được những phần quà ưu đãi và hấp dẫn nhất. Nutrimart xin kính chào quý khách. Hệ thống siêu thị Nutrimart xin kính chào quý khách. Hòa trong không khí hân hoan phấn khởi của những ngày đầu năm 2022, tháng để chào đón năm mới và Tết cổ truyền dân tộc, từ ngày 1 tháng 1 đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2022, Nutrimart xin gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mãi, trúng thưởng tưng bừng, chúc mừng năm mới. Đến Nutrimart, quý khách sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng và ưu đãi cực kỳ hấp dẫn như sau: chương trình chiết khấu 10% tổng hóa đơn, tối đa 50.000 đồng dành cho các hóa đơn có các sản phẩm sữa bột Green Daddy và sữa bột Vina Nutrifood. Chương trình bốc thăm trúng thưởng đến Nutrimart bác quả khủng từ ngày 1 tháng 1 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022, với mỗi 500.000 đồng khi phát sinh chi tiêu tại hệ thống siêu thị Nutrimart, khách hàng sẽ nhận được một mã số may mắn sinh ra ngẫu nhiên từ hệ thống
in trực tiếp lên hóa đơn. Với mã số may mắn này, khách hàng có cơ hội bốc thăm trúng thưởng một trong các giải thưởng sau: 6 giải đặc biệt, mỗi giải một Android TV Casper 43 inch trị giá 9.200.000 đồng, 10 giải nhất, mỗi giải một nồi chiên không dầu Hammi 3,5 lít trị giá 1.015.000 đồng, 16 giải nhì, mỗi giải một bếp từ đơn Kiwa trị giá 590.000 đồng, 20 giải ba, mỗi giải một máy sấy tóc Sunhouse trị giá 280.000 đồng, 100 giải khuyến khích, mỗi giải một voucher mua hàng trị giá 100.000 đồng tại hệ thống siêu thị Multimart trên toàn quốc. Thời gian tiến hành bốc thăm 19 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2022 trên phần mềm bán hàng của Multimart. Thông tin người trúng thưởng sẽ được xác định trực tiếp trên phần mềm. Ngoài ra, nhân dịp khai trương từ ngày 1 tháng 1 đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2022, Multimart gửi đến quý khách hàng một quà khuyến mãi bốc stick cho tất cả hóa đơn từ 250.000 đồng. Toàn bộ các sản phẩm tại Multimart được chiết xuất từ nguồn nguyên liệu nông sản Việt, thảo mộc hữu cơ 100% tự nhiên, không chứa chất bảo quản và chất gây hại. Sản phẩm chăm sóc sức khỏe và phù hợp với mọi lứa tuổi, từ trẻ nhỏ, người già, phụ nữ, nam giới. Ngoài ra, khi tham gia mua sắm tại Nutrimart, quý khách còn có cơ hội dùng thử miễn phí các sản phẩm hấp dẫn khác. Hãy đến ngay Nutrimart ngày hôm nay để nhận được những phần quà ưu đãi và hấp dẫn nhất. Nutrimart xin kính chào quý khách.